mời người về với Hà Nam để say câu hát ba quan mời chầu. Phù sa bồi đắp nên câu nghĩa tình. Chúc sinh nẹp bóng xuân đình nên công dã bạc cho mình. Núi đồi sông châu gọi hồn đi thương đi giữa giấc mơ ta về một vùng nước non tươi đẹp. Anh đương về thăm Kim Bảng, khu di tích Tam Cốc được ví như Hạ Long trên cạn của Hà Nam, rồi cùng nhau ghé lại Lý Nhân, quê hương của nhà văn Nam Cao và nhiều danh nhân văn hóa. Quanh những triển đồi xóm mi làng ấp yêu đầu đường. Hãy subscribe